Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mới đắc cử Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng liền hỏi tội Hoàng Trung Hải. Có thể nói Hoàng Trung Hải là một trong những người thân cận với ông Nguyễn Tân Dũng và có khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý Hoàng Trung Hải như xử lý Đinh La Thăng trước đây. Ngay trước đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật và cách chức Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Hoàng Trung Hải rồi. Đây là bước chuẩn bị để xử lý Hoàng Trung Hải. Người dân kỳ vọng như vậy. Tuy nhiên, do bận đấu đá trước đại hội, nên ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã tạm gác chuyện xử lý ông Hoàng Trung Hải lại. Nếu ở nhiệm kỳ 3, ông Nguyễn Phú Trọng thất cử, thì đó là kịch bản đẹp nhất cho ông Hoàng Trung Hải. Nhưng xui cho ông là ông Nguyễn Phú Trọng lại chiến thắng vang dội và giữ được chiếc ghế ở nhiệm kỳ thứ 3, nên rất có khả năng sắp tới ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho tiếp tục xử lý ông Hoàng Trung Hải ở miền Nam. Hôm 6 tháng 2, tờ báo Tiền Phong có đăng bài ông Hoàng Trung Hải ký văn bản liên quan đến dự án gang thép Thái Nguyên. Đây được xem như phát súng lệnh cho quá trình xét xử sai phạm. Nếu ông Trọng lần này làm triệt để thì có thể nói đây là nhân vật thứ hai từng là ủy viên Bộ Chính trị sẽ bị xử lý. Đây là hình ảnh báo Tiền Phong đã gọi tên ông Hoàng Trung Hải. Có nhiều nguồn tin cho rằng ông Hoàng Trung Hải là người gốc Trung Quốc, có liên quan đến mối quan hệ làm ăn với Bắc Kinh, nên ông Nguyễn Phú Trọng chưa dám xử lý. Chứ nếu mà ông là người Việt chính gốc, thì ông đã bị ông Nguyễn Phú Trọng xử lý cùng với Đinh La Thăng từ lâu rồi. Chứ tội của ông Hoàng Trung Hải không hề nhẹ hơn tội của Đinh La Thăng. Sự thật thì tội của Hoàng Trung Hải không nhỏ hơn tội ông Đinh Thăng là có khả năng khá đúng, nhưng nguồn tin cho rằng Hoàng Trung Hải là người của Bắc Kinh thì không có cơ sở lắm. Tuy nhiên, nếu lần này mà ông Nguyễn Phú Trọng không xử lý mạnh tay với ông Hoàng Trung Hải, thì người dân lại có quyền nghi ngờ thêm gốc gác của ông này, cũng như thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng chưa chắc đã đủ sức mạnh. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn dùng con bài chống tham nhũng để tạo uy tín cho bản thân. Ngoài việc chống tham nhũng để thanh trừng phe cánh miền Bắc và miền Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng còn dùng chiêu bài chống tham nhũng để tạo nên một hình ảnh lãnh tụ như ông Hồ Chí Minh. Yếu tố Trung Quốc trong sai phạm của ông Hoàng Trung Hải thì là gì? Theo như báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, thì ông Hoàng Trung Hải trong thời kỳ giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ đã thiếu kiểm tra chỉ đạo, không thực hiện đúng quy chế làm việc khi xem xét điều chỉnh giá hợp đồng EPC tại nhà máy gang thép Thái Nguyên. Hiện tại, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án thất thoát 830 tỷ đồng tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên Thisco. Theo cáo trạng, Thisco là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Gang Thép Việt Nam VNS. Năm 2005, Chính phủ đã phê duyệt dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Thisco với tổng mức đầu tư hơn 3.834 tỷ đồng. Trong đó, Thisco thu xếp 375 tỷ đồng tiền vốn, còn lại là đi vay các ngân hàng. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Thương mại Luyện Kim Trung Quốc, viết tắt là MCC, trúng thầu dự án vào tháng 7 năm 2007, được ký với Thisco hợp đồng EPC số 1, E là thiết kế, P là thi công và C là xây lắp, trị giá hơn 160 triệu US đô la. Việc để tập đoàn này trúng thầu là một câu hỏi khá lớn. Phải chăng vì yếu tố Trung Quốc rất nhạy cảm nên ông Nguyễn Phú Trọng đã chần chừ khi cho xử lý ông Hoàng Trung Hải trong vụ án này? Không xử lý là không thể được. Còn nếu xử lý mà mạnh tay thì rất có thể làm phật lòng Bắc Kinh, dứt dây thì động rừng. Ông Hoàng Trung Hải là người có thẩm quyền cao nhất ở Việt Nam khi đó. Không hiểu tại sao ông lại để cho phía Việt Nam bị sập bẫy doanh nghiệp này và đến giờ xử lý không xong. Ông Hải là người có trình độ, được du học bên châu Âu, bài bản, nhưng việc ông để mắc lỗi sơ đẳng trong vụ án này thì đó chính là điều người ta nghi ngờ nhiều nhất. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải, nhân vật bị cộng đồng mạng nghi ngờ về gốc gác của ông. Hợp đồng quy định giá trị này không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện và tổng thầu nếu chọn thầu phụ phải được chủ thầu từ đầu tư chấp nhận. Tuy nhiên, sau 11 tháng ký hợp đồng, MCC không ký được hợp đồng với nhà thầu phụ, không triển khai thi công, rút hết người về nước và có văn bản kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, tăng giá trị hợp đồng thêm 138 triệu US đô la. Đã lại tiếp tục chỉ đạo sai trong quá trình thực hiện dự án Thisco và thuê hãng luật Kevin China Partnership tư vấn cho kết quả, MCC không thể đơn phương tăng giá hợp đồng do giá trị hợp đồng là chọn gói cố định.
nếu MCC bỏ dở công trình, Tisco có thể chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường cho các tổn thất thiệt hại. Tuy nhiên, Tisco vẫn xin ý kiến và được điều chỉnh giá thiết bị phần P và chi phí khác phần E với dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ không có căn cứ điều chỉnh và Tisco cần áp dụng điều khoản phạt và hủy đấu thầu, chọn lại nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về điều chỉnh tổng mức đầu tư như sau. VNS tiếp thu ý kiến của các bộ ngành liên quan, bổ sung những thay đổi ở dự án thành phần, chuyển tuyển khoáng và khai thác, trên cơ sở đó quyết định điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư, đảm bảo dự án có hiệu quả. Đây là hình ảnh dự án Tisco 2 giờ trở thành đống sắt vụn và như thế hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của người dân cả nước đã thành mây khói. Sau đó, Tisco và VNS tiếp tục đề nghị cho phép điều chỉnh chi phí phần C, tức là xây lắp, trong hợp đồng EPC. Khi đó, ông Hoàng Trung Hải với tư cách là Phó Thủ tướng đã ra văn bản với nội dung như sau. Đồng ý về nguyên tắc việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng do nguyên nhân bất khả kháng. Như vậy thì đã rõ, ông Hoàng Trung Hải vẫn tiếp tục ra chỉ đạo để dự án Tisco 2 được tiếp tục thay vì dừng hẳn. Ông Hải làm việc này thứ nhất là gây thất thoát tiền nhà nước, thứ nhì là làm có lợi cho phía đối tác Trung Quốc. Nhà thầu MCC đã nhiều lần vi phạm như thế, nhưng việc chế tài từ phía Việt Nam đã tỏ ra không cương quyết và điều đó dẫn đến dự án cứ mỗi ngày một tốn kém mà không thể hoàn thành. Sai phạm thì rất lớn, dự án thì bị đội vốn khủng khiếp nhưng ông Hoàng Trung Hải thì vẫn thăng tiến đều đều. Từ chỉ đạo này của ông Hoàng Trung Hải, Tisco đã đàm phán với MCC về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng EPC và sau đó thống nhất chọn tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam Vinacon làm nhà thầu phụ C để xây lắp. Phần C này cũng chuyển từ hợp đồng chọn gói sang hình thức hợp đồng theo đơn giá với chi phí tăng lên. Khi được hỏi ý kiến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo rằng đồng ý việc điều chỉnh chi phí thực hiện phần C của hợp đồng EPC, Hội đồng Quản trị VNS phê duyệt việc điều chỉnh chi phí thực hiện theo phần C theo quy định. Theo cơ quan truy tố, việc tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC và chọn Vinacon là nhà đầu tư phụ dù không đủ năng lực đã vi phạm luật đấu thầu, làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Do đó, vào năm 2012, Tisco cùng VNS đề nghị chính phủ cho phép chấp thuận điều chỉnh mức đầu tư. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau. Hội đồng Quản trị VNS quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện các việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định hiện hành. Căn cứ ý kiến này, VNS đã đồng ý cho Tisco được tăng mức đầu tư dự án từ 3.834 tỷ đồng lên tới 8.104 tỷ đồng. Đến năm 2018, dự án vẫn chưa được hoàn thành nhưng Tisco đã chi tới 4.423 tỷ đồng nên phải chịu bị thiệt hại 380 tỷ đồng. Thiệt hại này là số tiền lãi Tisco phải trả cho khoản vay của các ngân hàng. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải bắt tay ông Ôn Gia Bảo bằng hai tay giống như người chủ với người thợ vậy. Được biết vào năm 2012, Hoàng Trung Hải đang ở dưới cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng yếu hơn nên không thể xử lý ông Hoàng Trung Hải thì cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, mãi đến năm 2016, khi mà Nguyễn Tấn Dũng không còn làm thủ tướng nữa, nhưng Hoàng Trung Hải vẫn tiến vào Bộ Chính trị và nắm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội là điều rất khó hiểu. Khi không còn ông Nguyễn Tiến Dũng che chở mà ông Hoàng Trung Hải vẫn tiếp thân thì người ta có quyền nghi ngờ ông Hoàng Trung Hải tiến thân là nhờ yếu tố Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng đang khó xử trường hợp ông Hoàng Trung Hải theo báo chí nhà nước thì trong dự án mở rộng sản xuất tại Tisco, ông Hoàng Trung Hải bị xác định có vi phạm, khuyết điểm nên bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Quyết định thể hiện ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng hợp đồng EPC. Ông Hải cũng không làm đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu EPC của dự án và tăng chi phí phần C của hợp đồng. Cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Ông Hoàng Trung Hải cũng còn thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc Tisco tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng. Ông Hải cũng đồng ý cho Tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với hợp đồng và làm cho Tisco thất thoát 830 tỷ đồng. Đây là hình ảnh
khi bắt ông Hoàng Trung Hải là bài toán rất khó cho ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Hoàng Trung Hải đã không còn là ủy viên Bộ Chính trị nữa. Theo lý đó thì nói thì ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể cho bắt ông Hoàng Trung Hải được. Tuy nhiên, theo nhiều nhà bình luận chính trị có uy tín thì họ đánh giá là bắt Hoàng Trung Hải không phải là dễ. Bởi lẽ, từ trước tới giờ, ông Nguyễn Phú Trọng rất ngại động chạm đến những gì có yếu tố Trung Quốc. Nếu quả thật như lời đồn mà ông Hoàng Trung Hải là người của Bắc Kinh, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không dám bắt. Và vậy hãy đợi thêm thời gian trả lời để theo ông Hoàng Trung Hải có được chính quyền Bắc Kinh tiếp tục che chở hay không. Và mọi thứ sẽ dần sáng tỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021 với bản tin Mới đắc cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liền hỏi tội Hoàng Trung Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.